Vietnam Airlines sẽ hạ cánh trong ít phút. Thế là mai còn nó về rồi đấy. Nhà cô chú đi đâu thế ạ? Nhà em đi du lịch đây. Đây sang nhà tớ chơi nhé. Ba có kịp về không mẹ? Vietnam Airlines nỗ lực vươn xa cho niềm vui gần lại. Vietnam Airlines chúc mừng năm mới.